tiết lộ sự thay đổi không tưởng của Hương Tràm sau khi dừng sự nghiệp ca hát. Cách đây không lâu, Hương Tràm đã tuyên bố tạm dừng sự nghiệp ca hát để sang nước ngoài vì áp lực và trầm cảm. Ngay khi trở lại với cuộc sống đời thường, nữ ca sĩ dường như đã ổn định tinh thần và vui vẻ hơn. Mới đây, quản lý truyền thông còn bất ngờ tiết lộ về một Hương Tràm rất đỗi bình dân và đam mê ăn uống đến nỗi mơ cũng thấy thức ăn. Người này viết, định không tố nhưng thôi lỡ bị nói lầy rồi và gác bỏ ánh hào quang, nên nhân đây cho fan xem vì sao những năm trước đây Phạm Thị Hương Tràm tròn trịa. Tràm mới học cách từ chối lời mời ăn uống gần đây thôi. Vì từ chối nhiều nên nỗi ám ảnh về đồ ăn với Tràm nó đau đáu, dằn vặt đến cả trong giấc mơ. Cô mơ về chiếc bánh kem nhiều bơ, chiếc bánh chưng chiên nhiều ruốc và vô số thứ tinh bột trên cuộc đời này. Làm nghệ sĩ mệt thiệt. Đời có mấy cái sướng, trong đó có sướng miệng mà không được tận hưởng. Vì chính vì thế, chỉ thích ngồi sau ánh hào quang, chân đi dép xẹp, miệng nói lớn, ăn cho đã cái bao tử thôi. Nhìn hình ảnh Hương Tràm mê ngủ còn mơ thấy thức ăn khiến fan vừa thương vừa xót. Hóa ra nỗi ám ảnh cân nặng với người ca sĩ, nhất là phái nữ lại áp lực đến vậy. Bởi thế sau khi buông bỏ hào quang, Hương Tràm đã thoải mái sống với chính mình và thỏa thích làm điều mình yêu thích mà không lo lắng điều gì.